Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi chụp loài chim chỉ cổ vòng ở Đài Loan. Thì bây giờ hiện giờ gần là 6 giờ. Mọi người đang bắt đầu đến đây để chuẩn bị nhận số để vào chụp ảnh. Ai đến sớm sẽ được những chỗ đẹp. Mọi người đang bắt đầu đi vào rồi. Hiện tại là gần 6 giờ sáng. Người đã vào rất là đông. Đồ nghề. Họ có ô tô đi, mình vào thì mình đi xe máy. Đây là cái điểm để người ta cho chụp ảnh. Đây người ta quay những chỗ ngụy trang này cho chụp. Thì mỗi ngày sẽ cho khoảng sẽ cho số lượng là 50 người được vào đây chụp ảnh. Muốn đi chụp thì phải vào đăng ký các bạn ạ. Đó, đây mình quay một vòng. Đấy. Rất là rộng. Đây, mình quay. Họ quay phục vụ ghế các kiểu. Hiện tại đang vẫn khá ít người, mình đến sớm khá ít người. Đấy, họ quay vòng như này, vòng quanh cái bãi này. Đây thì chim chỉ cổ vòng nó đang bắt đầu ra đây đang gáy rồi đây này. Đấy, đây họ quay vòng quanh này. Đấy, hôm nay ô của mình sẽ là ô thứ 26 trực diện với cả cái chỗ điểm chụp chim đẹp này luôn. Đang có hai con ngoài kia để lát mình lắp máy chụp lại. Chụp lại. Đây. 28 ở đây, 26 của mình đây ạ. Đây. Rồi. Đây. Đây thì họ chuẩn bị cho mình một cái sọt này. Sọt để đồ này, thức ăn, ghế ngồi này. Đấy, có mấy ông chú ngoài kia rồi. Mấy người đang kéo vali máy ảnh các kiểu đến để chụp. Ok, mình ngồi đối diện với cả một đôi này, chung một mái này. Giờ mình sẽ quay chụp cho các bạn cùng xem nhé. Hiện tại thì chim nó đang bắt đầu ra ăn này các bạn. Số lượng người thì cũng khá đông rồi đấy. Khoảng 26 người để đếm từ chỗ mình. Thế còn đằng này thì chưa có ai cả. Họ chưa nhận số. Đây mình đến sớm. Đến sớm thì mới kiếm được chỗ đẹp. Đây mấy con chim đang bắt đầu ra ăn đây. Đấy, một cặp chỉ cổ vòng, bắt đầu ra ăn. Đây. Họ làm họ có trồng một ít hoa ở phía trước này để cho em kiểu làm nền đấy. Làm nền chụp cho nó đẹp đấy. Đây. Nó chuẩn bị gáy đấy, Ui, thấy không? Chị gái đẹp không? Có một con đang lên liền. Có một con nữa đang đi lên. Chim ngói nó bay xuống ăn rất là nhiều. Lát mấy con gà mái, mấy con chim mái ra thì bắt đầu nó hăng chiến nhau. Đấy, chim ngói. Ok, để mình quay cái đàn chim ngói cho các bạn cùng xem nhé. Chim ngói rất là đông. Đây, đàn chim ngói này. Đông chưa? Đấy. Đẹp chưa? Đằng sau có cảnh hoa rất là đẹp này. Đấy. Ăn nhúng nhúc. Đây là con chim đầu đàn, mẹ con mái nó bắt đầu ra đây các bạn. Đây.
làm là dẫn một con chim mái ra. Thì ở chỗ này có khoảng 5-6 con chim mái thì nó chiếm hết. Bọn kia chỉ dám gọi là chén trộm thôi. Đấy, có hai con chim mái bắt đầu ra các bạn. Đúng rồi, đủ khăn đó rồi. Tại sao ta cua lái mới quan xì? Đấy là cua lái trợ lý. Mình đang nói chuyện với ông bà người Đài các bạn. Đúng như kiểu làm vua các bạn, vua ngày xưa đặc quyền mà. Các cung nữ đi theo lại gái, gái đấy. Quen là chiếm với các cung nữ. Chúng ta đã xin thêm nó mấy ở xoan rồi. Đấy, rất là đông chim mái luôn các bạn này. Úi giời, hậu cùng quá vững chắc. Đẹp chưa? Cảnh này rất là đẹp các bạn. Nên lát mình sẽ chụp. Con to này đang, đại ca này đang đuổi đuổi mấy con đẻ các bạn. Lại gần mái nó đang đuổi. Đang gạ gái đấy các bạn. Đang về 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 con chim mái. Đấy 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 đấy. Xả cánh. Con mái đang đang nằm tắm cát ở trước mặt nó. Ui. Xòe. Ý, xòe đẹp chưa? Phảo tiền. Tôi pha phảo tiền. Không, không cho anh sơi thì chạy ngay rồi. Mấy ô dẻo.